Xin chào mọi người nha, em đang có mặt tại vườn cây giống hồng nhung của bên em nha. Đây là số lượng 2.000 cây giống ở bên em nha bà con. Cái kích cỡ cây này khoảng tầm là 4 tấc. Thì bà con có thể thấy là trời đang rất là mưa luôn, mà cây nó được cơn mưa là nó rất là tốt nha mọi người. Nhìn lá nè, rất là xanh luôn ha. Đây, đọt nó đang lên rất là mạnh luôn. Thì bà con mua về trồng là cây nó lên rất là tốt nha, bén rễ rất là nhanh trong cái mùa mưa này nha. Đây, mọi người nhìn thấy cái số lượng cây giống ở bên em nè. Cây giống bên em rất là nhiều luôn, nên là có giá xỉ cho bà con rất là tốt nha bà con. Đây cho bà con tham quan cái này là 70 cây giống mà khách đã lựa sẵn đây nha. Em đang chuẩn bị đóng gói cho khách nha bà con. Đây, bà con tiếp tục qua bên đây nha. Đây là những đơn lẻ trong ngày của em nha, những đơn lẻ thôi. Đây là cây 8 tấc nha, thì bên em đóng gói rất là cẩn thận cho mọi người luôn. Đây, khi giao đến tay bà con là đảm bảo cây vẫn còn nguyên vẹn nha. Đây, những đơn đang chuẩn bị đóng gói cho mọi người. Một ngày thì em đóng gói khoảng vài trăm cây đi cho khách nha. Đây, những đơn này đơn nhỏ thì tụi em sẽ đi vô gửi giao hàng nhanh, còn những đơn lớn hơn thì có thể mình sẽ giao bằng xe tải nha. Mọi người có nhu cầu mua cây giống hồng nhung thì liên hệ vào số hotline là 0949 014 604 nha. Xin chào quý bà.